một chiếc hũ dinh dưỡng trái cây mướt mịn sẽ là lựa chọn cực kỳ yêu thích của các em bé trong những ngày nắng nóng như thế này. Thành phần rất là linh hoạt, mẹ có thể thêm bớt tùy ý thích và tùy theo nguyên liệu mà nhà sẵn có nhé. Về cơ bản thì mình cần có yến mạch, mẹ cam thêm một ít hạt điều, còn mẹ không có cũng được. Rửa sạch và ngâm trong khoảng tầm 20 phút rồi đem đi xay nhuyễn, lọc bỏ phần bã, lấy mỗi phần nước thôi, bắc lên bếp khuấy đều tay ở lửa nhỏ. Khi xay thì mình sẽ cho tỷ lệ là khoảng tầm 1 hạt 2 nước nhé. Khuấy đều cho tới khi nước yến mạch chín và sệt sệt lại như vậy thì tắt bếp. Đang mùa bơ cho nên là mẹ cam dùng một ít bơ kết hợp với chuối để có vị ngọt, có thể dùng trái cây khác. Thêm một ít sữa loại bé uống hàng ngày, xay mịn ra rồi cho vào phần yến mạch lúc nãy trộn đều. Nếu mà bé nhiều tháng hoặc là các dụng cụ đã đảm bảo tiệt trùng thì mẹ trộn lại như vậy là ăn được rồi. Còn nếu bé còn ít tháng thì mình có thể bật bếp lên cho sôi lại cho chắc bụng. Vừa sôi là tắt bếp ngay, không để sôi lâu mất dinh dưỡng nhé. Một lần mẹ làm khoảng tầm 2 hũ cho bé ăn trong 2 ngày là ok. Phần chưa ăn thì mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Hũ này sánh mịn, thơm của bơ và sữa, ngọt nhẹ của chuối. Mẹ có thể làm bữa phụ hoặc là bữa sáng cho bé khoảng từ 6 tháng nhé.